Vũ Nhân kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, vụ xả súng trong nhà thờ ở tiểu bang Texas hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 11 đã làm cho hơn 26 người chết và 30 người bị thương. Chỉ cách vụ thảm sát kinh hoàng làm hơn 58 người chết và 520 người bị thương ở Las Vegas hơn một tháng trước. Một lần nữa lại làm dấy lên những câu hỏi về quyền sở hữu súng, về việc liệu có cần kiểm soát chặt chẽ hơn trong vấn đề này hay không. Thưa quý vị, tuy rất khó biết chính xác là người dân Mỹ sở hữu bao nhiêu súng đạn hiện nay trong nhà, nhưng theo con số ước đoán cho rằng tại Mỹ có chừng khoảng 270 triệu khẩu súng. Theo một khảo sát được thực hiện năm 2017, chừng 40% người Mỹ nói họ sở hữu súng hoặc có súng trong nhà, với tỷ lệ giết người do súng đạn ở Mỹ là cao nhất trong các nước phát triển trên thế giới hiện nay. Vũ Nhân kính mời quý vị chia sẻ ý kiến của người Việt tại tiểu bang Texas về vấn đề súng đạn hiện nay. Ở Texas này, nếu như mà trên 21 tuổi thì có quyền mang súng. Mua cái súng thì rất là dễ, mình đi ra những cái tiệm bán súng, mình đăng ký, mình mua là được. Nhưng mà nếu như muốn carry một cây súng bên người thì cần phải có cái bằng đó mới được quyền mang súng. Ở đây là một đất nước tự do, nhất là tiểu bang Texas, người ta bán súng một cách tự do, nhưng mà như vậy thì quá bừa bãi. Theo luật nghĩ ở tiểu bang, tất cả tiểu bang Texas thì có cái truyền thống là gọi là cowboy Texas, thành mua súng phải đeo súng nên thì dễ dàng hơn tất cả các tiểu bang khác. Có nhiều người mua lầu súng 100 đồng họ mua 500, 1000. Và theo tôi phải hạn chế tối đa và phải cấp phép nghiêm ngặt. Càng hạn chế thì sự thiệt hại của dân chúng vì đau thương của được bị bực chảy ra thảm họa. Và theo bản thân tôi biết, không riêng gì tiểu bang Texas, nhưng mà cái luật cho mang súng, luật cho giữ súng, đó là một cái luật trong cái hiến chương tu chính đáng số 2 của nước Mỹ, và đó là cái quyền của nước Mỹ. Và đối với bản thân tôi là một cư dân ở Houston và ở tiểu bang Texas, theo tôi suy nghĩ là cái luật cho mang súng là một cái quyền hiến định, và chúng ta được có quyền mang súng và giữ súng trong người. Tùy theo luật của mỗi tiểu bang thì cái luật mang súng nó có thể khác nhau. Nhưng mà đối với bản thân tôi thấy, người dân được sở hữu súng là một điều rất có lợi cho người dân. Theo ý của tôi thì xin lỗi là bên cái gọi là shop gun nên kiểm soát lại. Chứ còn nếu mà thả ra quá tự do thì cái điều đó chắc chắn rằng sẽ nghĩa là không may cho tất cả những sinh mạng sau này. Vấn đề mà tôi cũng đang muốn nói nữa, thí dụ như chúng ta đang đứng ở một chỗ đây thì chúng ta thấy một vụ nổ súng ở phía bên kia, thì trước hết là chúng ta có thể nấp vào một chỗ nào đó và chúng ta có thể rút súng ra để phòng vệ bản thân mình, để bảo vệ gia đình mình, và nếu có điều kiện chúng ta có thể bắn hạ cái kẻ cướp hoặc là một người gây ra để họ khỏi gây ra cái tai nạn hay là cái chết cho những người khác, những người dân vô tội khác. Thì khi chúng ta có súng chúng ta mới làm được điều đó, chúng ta mới cứu được mọi người đó, chứ nếu chúng ta không có súng chúng ta không có thể cứu được ai hết. Đó là vấn đề tại sao mà tôi nghĩ rằng có súng nó đều là tốt. Cái giáo dục là quan trọng. Vì sao? Vì một cái đất nước Hoa Kỳ có 320 triệu dân mà hiện giờ đang ước tính là có 400 triệu cây súng ở trong dân chúng, thì vấn đề kiểm soát hay không, không phải là vấn đề là thiết lập cái dân trí và tạo ra cái điều kiện để cho cái người dân không còn nhiều cái stress. Một đây, có một cái điểm mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là những người bắn súng loạn xạ không phải là những người da màu, không phải là những người ngoại quốc, mà đa số là những người Mỹ da trắng. Đó là một cái yếu tố mình đặt vấn đề hỏi lại, thì tại sao những người đó có những cái stress tuổi trẻ, có các em giết người, thì có stress trong gia đình, stress trong việc làm, stress trong cái xã hội, thì vấn đề đó làm sao mà giải quyết cái vấn đề đó, thì chỉ có giáo dục mới giải quyết vấn đề đó thôi. Chứ đừng nói kiểm soát hay không kiểm soát, chúng ta không thể nào kiểm soát ở cái xã hội tự do này. Thưa quý vị, đến thưởng thức chương trình ca nhạc cũng bị bắn chết, vào nhà thờ cầu nguyện cũng bị bắn chết. Những sự kiện hiện nay cho thấy mức nghiêm trọng trong xã hội Hoa Kỳ. Đã đến lúc tất cả mọi người trong chúng ta ở bất cứ nơi đâu làm gì cũng cần phải đề cao cảnh giác và sẵn sàng đối phó với những tình huống xấu nhất có thể xảy đến với chúng ta và gia đình chúng ta. Vũ Nhân thương sinh cho đài truyền hình SBTN.